Anh hot si biết. Nhật Ban ích ảnh rạng rỡ. Bạch Lộc đâu còn đậm tuổi hơn Lệ Dĩnh. Chiến spotlight trên Weibo, chị Lệ Dĩnh đã có loạt ảnh live stream xinh đẹp. Bên cạnh đó, hôm nay cũng có hình ảnh mới từ Bạch Lộc Dương Dương. Loạt ảnh lịch từ phim trường và sau truyền hình gây chú ý. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Lệ Dĩnh đẹp thanh lịch trên live stream. Dương Dương khoe ảnh mới. Tối qua, Lệ Dĩnh đã tham gia live stream tuyên truyền cho bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Nhan sắc rực rỡ của nàng tiểu hoa 85 làm khán giả được fan ngỡ ngàng. Cô diện đồ khá đơn giản với vest tối màu, khoe nét đẹp thanh lịch dịu dàng, khác hẳn với vẻ giang hồ của Hà Hạnh Phúc. Bạch Lộc hôm qua cũng update video mới của mình lên mạng xã hội. Cô nàng lại nhảy nhót khoe nhan sắc xinh xắn. Ở ảnh do fan đăng thì thấy Bạch Lộc vẫn có vóc dáng khá ổn, nhưng chúng tôi thấy coi video thì dường như cô nàng đô con hơn một chút. Bên cạnh đó, dù lên đồ và quay video chỉn chu chẳng kém Lệ Dĩnh live stream, song cô nàng trông đậm tuổi, ken sắc hơn cả đàm chị sinh năm 87. Không chỉ hai mỹ nhân trên, Dương Dương gần đây cũng khoe ảnh mới. Hơi thất vọng một chút là mấy tấm này chụp hơi ẩu, có lẽ là vì không chuẩn bị trước. Tuy ảnh không được chăm chút nhưng vẻ ngoài của Dương Dương vẫn rất đẹp trai. Anh dù diện đồ thường vẫn cực lem, làm fan phải mê mẩn. Gần đây Thẩm Nguyệt và Tôn Di đã có cơ hội đứng chung sân khấu. Cả hai dù là ảnh chụp màn hình vẫn rất xinh xắn. Tuy nhiên có một điều chúng tôi thấy, đó là dù hơn 4 tuổi nhưng Tôn Di vẫn trẻ măng, trông như bạn bè với Thẩm Nguyệt. Còn phía mỹ nhân vườn sao băng thì hơi thất vọng một chút, bởi trong một vài tấm hình cô nàng châm hơi đậm người. Nhậm Sơn Ân gần đây thường xuyên có ảnh đi quay show, gần nhất anh chàng diện đồ cổ trang trong một chương trình giải trí. Mặc dù là ảnh chụp lén, nhưng Nhậm Sơn Ân vẫn rất ra gì và lấy nọ. Tất nhiên so với tạo hình trên phim thì không thể bằng được rồi. Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương vẫn đang tiếp tục quay dù Dương Mịch bị thương ở mắt. Có lẽ đoàn phim tranh thủ chạy cảnh quay của Cung Tuấn trước, bởi thế mà gần đây chỉ leak ra hình ảnh của nam chính. Nhìn tạo hình của Cung Tuấn trong bộ này, chúng tôi thấy có chút gì đó rất giống với nhân vật Ôn Khách Hành của Sơn Hà Lệnh. Công tố Tinh Anh đã đóng máy và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Mới nhất hình ảnh công tố viên Annie do Địch Đệ Nhật Ba đảm nhận, nở nụ cười tươi tắn làm fan phải nổi tim. Ngoài hình ảnh của nữ chính, blogger cũng đăng thêm ảnh trong phim của Đồng Đại Vi và Hàn Đống. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.